rượu ngô tím là một trong những thức uống đặc sản của tây bắc rượu có vị ngọt ngọt thơm thơm đậm hương núi rừng cách ngâm rượu ngô tím là sử dụng trực tiếp bắp ngô tím ngâm rượu chứ không phải lên men ngô tím giống như loại rượu ngô thông thường cách ngâm rượu ngô này có gì khác biệt tốt cho sức khỏe như thế nào cùng NGAMAUOUTAYBAC.com tìm hiểu ngay dưới đây, nguồn gốc bắp ngô tím ngâm rượu, ngô tím vốn là giống ngô được du nhập từ Thái Lan vào Việt Nam thời điểm năm 2013, các nhà khoa học đã mang giống ngô đặc biệt này trồng thử ở nước ta và cho hiệu quả bất ngờ, giống ngô sinh trưởng và phát triển tốt. Cho năng suất cao, ngoài làm thực phẩm, ngâm rượu ngô tím là cách sử dụng rất mới mẻ, không chỉ tạo ra thức uống cho cánh mày dâu mà còn rất bổ dưỡng, ngô tím có nguồn gốc từ Thái Lan được đưa về Việt Nam để trồng thử nghiệm từ năm 2013, tên khoa học, Gmail, họ, ô tê, đặc điểm, cũng giống như các loại ngô khác. Ngô tím là loài cây thân thảo, cây trưởng thành cao từ 2 đến 3 mét, thân ngô có các đốt giống đốt tre, bẹ lá ngô hình giải mũi mác to vào dài mặt lá rậm có lông mỏng vành lá có răng cưa nhỏ bẹ lá mọc áp sát vào thân cây ngô có cả hoa đực và hoa cái hoa đực mọc ở đầu ngọn dân gian hay gọi là cờ trong khi hoa cái mọc thành cụm về sau tạo thành bắp ngô bắp ngô được bao bọc bởi một lớp tường thành gồm có các lớp lá và dâu ngô ở việt nam Ngô vàng và trắng thường phổ biến hơn so với ngô tím, tuy vậy ngô tím cũng là thực phẩm quan trọng của bà con vùng cao, cũng như ngâm rượu ngô tím trở thành đặc sản không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Ngô tím cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể, thành phần ngô tím chứa nhiều sắc tố anthocyanin có tên cyanidin 3 obeta d glucoside có khả năng ngăn ngừa bệnh tiểu đường và béo phì cùng nhiều những lợi ích sức khỏe bất ngờ khác với sức khỏe. Ba cách ngâm rượu ngô tím nguyên liệu 10 bắp ngô tím, 10 lít rượu nếp trắng ngon, bình thủy tinh ngâm rượu cơ lớn, ngâm rượu ngô tím rất đơn giản các nguyên liệu cũng dễ mua, bắp ngô tím nên chọn bắp to tròn đều, không bị sâu, hỏng, có thể giữ nguyên rượu ngô để ngâm rượu sẽ tốt hơn, rượu ngâm nên chọn rượu nặng một chút khoảng 38 đến 40 độ, sau thời gian ủ rượu sẽ nhạt dần phức tạp và tốn thời gian hơn ở bước đồ ngô nhưng bù lại rượu sẽ thơm, ngọt và dễ uống. Rượu ngô tím có màu tím tự nhiên rất đẹp mắt cách ba, ngâm rượu ngô nướng thay vì ngâm rượu ngô tím sống hoặc ngâm rượu ngô đã đổ. Ngô tím cũng có thể nướng trước khi ngâm rượu cũng được, ngô nướng qua cho vào bình ngâm cùng với một chút đường rồi đổ rượu vào ngâm, uống vị cũng rất ngon và đặc biệt, ngô tím nướng ngâm rượu cũng là cách ngâm rất phổ biến cách ngâm rượu ngô tím với men cách ngâm rượu ngô tím lên men này cũng giống như cách ngâm rượu ngô vàng, thay vì cho bắp ngô trực tiếp ngâm rượu như bước trên sẽ sử dụng phương pháp lên men, rượu ngô có mùi vị thơm đặc trưng, cay ngấm và tính vị quy kinh phế tùy vị. Tâm bào, làm cho con người khi sử dụng cảm thấy rất thích thú, cách tiến hành ngâm rượu ngô tím theo cách này như sau, nguyên liệu chuẩn bị 10kg ngô tím non nguyên hạt, 6,7 lá men rượu, bình ngâm rượu, lưu ý. Men rượu nên mua men rượu ta ở những cơ sở cung cấp men rượu chất lượng thì khi ngâm rượu mới ngon, sử dụng men tàu kém chất lượng có thể gây nên nhiều ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Ngâm rượu ngô tím lá men làm giống như cách ngâm rượu ngô vàng các bước tiến hành ngâm rượu ngô tím. Bước 1: luộc chín ngô. Ngô sau khi thu hoạch hoặc mua về rửa sạch với nước để loại bỏ bụi bẩn bám bên ngoài lá, sau đó cho vào nồi luộc. Khi luộc nên cho nhỏ lửa thường xuyên kiểm tra xem ngô đã chín chưa, ngô tím vừa chín tới là được, nếu để ngô nát khi ngâm rượu sẽ không ngon, sau khi ngô đã chín sẽ bóc bỏ vỏ sau đó để bắp ngô cho đến khi nguội hẳn, ngô tím sẽ luộc chín tới trước khi ngâm rượu. Bước 2, trộn lá men với ngô, sau khi ngô đã nguội sẽ trộn cùng men lá theo tỷ lệ 10kg ngô trộn cùng 6,7 men lá, sau đó đem đi ủ ở chỗ thông thoáng. Nhiệt độ ổn định, thông thường bình rượu sẽ đặt ở ngay dưới nền nhà để quá trình lên men tốt hơn, sau vài ngày xuất hiện phấn trắng bám bên ngoài hạt ngô tức là ngô đã lên men, lúc này sẽ cho ngô vào bình hoặc chum vại, bịt kín và tiếp tục ủ từ 5 đến 6 ngày có thể cho vào chỗ và tiến hành nấu. Bước 3. Thu rượu. Nấu rượu ngô tím khoảng 20 ngày đến 30 ngày sẽ đem trưng cất với lửa nhỏ, khi trưng cất hơi rượu sẽ lắng tụ và chảy ra ngoài. Cách ngâm rượu ngô tím này được người dân vùng cao áp dụng nhiều hơn do họ có đầy đủ các dụng cụ cần thiết như nồi chõ và dụng cụ lọc rượu, cách làm này mất nhiều thời gian hơn và màu rượu cũng không được đậm như ba cách ngâm trực tiếp trên, sử dụng lá nếp cầm ngâm rượu để màu đẹp và tự nhiên hơn, với cách này. Người dân đồng bào thường sử dụng lá nếp cầm để ngâm cùng để rượu có màu đậm hơn đẹp mắt hơn, công dụng của ngô tím ngâm rượu ngô tím có màu sắc lạ mắt. Ngô tím luộc ăn cũng rất ngon nhưng ngâm rượu ngô tím còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ, chống viêm tiêu sưng, ngăn ngừa ung thư, ngăn ngừa tiểu đường và béo phì, tốt cho hệ tim mạch, làm chậm lại quá trình lão hóa. Ngô tím ngâm rượu có nhiều công dụng tốt với sức khỏe. Một số lưu ý khi sử dụng rượu ngô tím ngâm rượu ngô tím chỉ mang lại hiệu quả cho người dùng khi sử dụng đúng cách và đúng liều lượng. Rượu ngô nếp tốt thật những cũng không nên lạm dụng, mỗi ngày chỉ uống từ 80ml đến 100ml. Chia thành hai lần trong ngày, nên sử dụng rượu cùng trong bữa ăn, không uống rượu khi bụng đói, cách ngâm rượu ngô khá đơn giản vì thế nên tự tay chuẩn bị nguyên liệu và ngâm ở nhà thay vì mua những chai rượu bán sẵn vừa tiết kiệm đảm bảo hương vị lại tốt cho sức khỏe công dụng tuyệt vời của bắp ngô tím rượu vốn là loại thức uống có cồn được khuyến cáo nên hạn chế sử dụng tuy vậy khi ngâm rượu ngô tím lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ đã có nhiều nghiên cứu về loại ngũ cốc bổ dưỡng này tất cả đều chỉ ra rằng ngô tím là thực phẩm cung cấp rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể thành phần ngô tím chứ vitamin c beta-carotene, hợp chất phenolic, sinh tố B, thiamine, riboflavin, niacin, cùng nhiều các chất khoáng vi lượng như kali, sắt, natri, phospho, canxi, protein, đường, dầu và chất xơ. Ngô tím là thực phẩm rất bổ dưỡng với sức khỏe, nếu không ngâm rượu ngô tím, Bản thân bắp ngô tím cũng có nhiều hiệu quả sử dụng như tốt cho hệ tim mạch các sắc tố anthocyanin tìm thấy trong bắp ngô tím giúp điều hòa huyết áp, người bị bệnh tim mạch hoặc người có huyết áp cao có thể sử dụng ngô tím thường xuyên để điều hóa huyết áp, tránh các biến chứng nguy hiểm, làm chậm quá trình lão hóa C3G, cyanidin3glucoside một loại anthocyanin có tác dụng ức chế sự phát triển của các gốc tự do gây hại, các gốc tự do gây hại này là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng cơ thể bị stress hoặc mệt mỏi, C3G, cyanidin 3 trong ngô tím giúp làm chậm quá trình lão hóa. Giúp cơ thể khỏe khoắn, tinh thần lạc quan hơn, ngô tím tốt cho hệ tim mạch và chống lão hóa, ngăn ngừa và phòng chống ung thư, Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ đã công bố anthocyanin trong ngô tím có khả năng chống oxy hóa. Đạt hiệu quả cao trong hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả, các chất chống oxy hóa này giúp bảo vệ các tế bào khỏi các tác nhân gây hại bởi các gốc tự do, gốc tự do là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh ung thư không mong muốn, hỗ trợ điều trị tiểu đường nghiên cứu từ Đại học Illinois, Mỹ. Đại học Nông nghiệp Đông Bắc và Đại học Chiết Giang, Trung Quốc đã cho thấy, các chất phytochemical trong các chủng bắp tím có khả năng làm giảm viêm đồng thời cải thiện độ nhạy insulin, các chất chiết xuất từ ngô tím làm giảm mức độ căng thẳng oxy hóa trong các tế bào. Đó là một biện pháp kháng insulin, ngô tím tốt cho người ung thư và tiểu đường, ngoài ngâm rượu. Ngô tím cũng là nguyên liệu của rất nhiều món ăn nổi tiếng như sữa ngô, chè ngô tím khoai lang ngô chiên bơ ngô phết mật ong ngô là món ăn rất bổ dưỡng có thể bổ sung hàng ngày để tăng cường sức khỏe cho cơ thể trên đây là một số thông tin bổ ích về ngô tím cũng như các cách ngâm rượu ngô tím phổ biến nhất hiện nay bạn có thể lựa chọn cách ngâm đơn giản nhất phù hợp với nhà mình nhất để có được bình rượu ngô thơm ngon bổ dưỡng và đừng quên chia sẻ thành quả của mình với ngamauoutaybac com nhé chúc các bạn thành công